Xin chào bà con, chào các bác. Ngày hôm nay thì tôi lại tiếp tục quay trở lại và có thời gian để làm những video ngắn giới thiệu cho các bác và bà con về những hình ảnh thực tế cũng như là cái tầm nhìn chiến lược trồng cây lâm nghiệp dược liệu năm 2023, năm 2024. Có rất nhiều người có đất gọi điện cho tôi nhưng không biết trồng cây gì và tư vấn trồng cây gì. Ngày hôm nay thì có một thời gian, chút thời gian buổi sáng ngày thứ tư thì tôi làm một video ngắn để giới thiệu cho các bác là chúng ta nên trồng những cây gì và hiện nay hướng của trung tâm cây giống Tâm Đảo là chúng ta phát triển theo lâm nghiệp cây gì để phát triển cho từng vùng miền Tây Bắc, Đông Bắc hay là Tây Nguyên hay vùng Trung Du Bắc Bộ. Có rất nhiều các khí hậu ở Việt Nam thì cũng rất là đa dạng và từng loại vùng miền một thì chúng tôi luôn hướng tới bà con những cái cây giống để làm sao đưa ra được cái hiệu quả kinh tế nhất và loại trừ những cây ngắn hạn không đem lại hiệu quả. Có rất nhiều câu chuyện cũng rất là buồn khi các bác chúng ta trồng những cái cây lâm nghiệp ngắn hạn, chúng ta trồng nhưng lại không đem lại cái hiệu quả kinh tế và chúng ta thậm chí còn không buồn thu. Và đó là những cái bài toán chúng ta cần phải xử lý và chúng tôi hướng tới khách hàng cũng như là bà con chúng ta quan tâm đến cây lâm nghiệp. Chúng ta nhận định và chúng ta hiểu được cái giá trị của cây thì chúng ta trồng với một cái tình yêu thương nhất định thì cái cây của chúng ta nó sẽ đem lại hiệu quả kinh tế tốt nhất. Ngày hôm nay giới thiệu cho các bác thì trước mắt thì các bác có thể nhìn thấy là cây cẩm lai và những cái cây mà chúng tôi đang phát triển theo mục tiêu xu hướng và cái nhu cầu của thị trường nữa. Chúng ta phải nắm bắt được cái nhu cầu thị trường thì có cây cẩm lai. Hôm nay trong video này là một cái video là có rất nhiều cây như cẩm lai này, đàn hương này, bách xanh và cây thông đỏ, cây kỳ hải nam và cây hoàng đàn tuyết Lạng Sơn, thêm một loại nữa là cái kim giao. Trong video tổng hợp ngày hôm nay tôi sẽ làm cụ thể về từng loại. Trước mắt thì ở Việt Nam thì đối với cẩm lai nó có vài loại cẩm lai, tuy nhiên thì hai dòng chính là một loại là cẩm lai Nam Bộ và cẩm lai ngọn đỏ. Các bác nhìn thấy ở đây cẩm lai ngọn đỏ, đối với những cây này nó thuộc họ động và nó thu hoạch lõi ở thân cây. Thì các bác có thể nhìn thấy ở đây những cái cây này là cấu trúc của cây cẩm lai. Đối với cây giống này ở tại đơn vị của tôi thì được đội ngũ kỹ sư lâm nghiệp quan tâm cũng như chăm sóc rất là đều. Cây thì tiêu chuẩn ở đây cao trung bình khoảng độ từ 60 phân đến 1 mét. Thì tất nhiên trong quá trình phát triển thì cái cây nó cũng sẽ có những cái chịu ảnh hưởng của tán nọ, của cây nọ và cây kia thì nó cũng sẽ chênh lệch chiều cao khoảng độ từ 10 đến 15 phân. Đó là cái điều chúng ta không thể tránh khỏi. Từ trong cái quá trình nhân giống hạt từ trong nhà lưới kính đến khi mang ra ngoài trời như thế này thì cũng trải qua rất nhiều khâu chăm sóc cũng như là để cho cây nó đủ dinh dưỡng, đủ sức khỏe để vươn mình ra ngoài và chịu được nhiệt độ ở bên ngoài để chúng ta trồng phát triển. Tại miền Bắc thì chúng tôi cũng có những cái mô hình trồng ở miền Bắc. Nhiều bác cứ thắc mắc là cẩm lai ngọn đỏ có trồng ở miền Bắc không thì tôi cũng đã có cái mô hình quay video cho các bác là cây trồng được hơn 1 năm tuổi nó lớn nó to như thế nào. Nhưng tuy nhiên đây là cây họ đậu, nó phát triển cũng khá nhanh, nhưng để khai thác lõi thì chúng ta chỉ dao động khoảng đủ từ 13 đến 17 năm thôi, nó không đến nỗi lâu quá để cho các bác chúng ta hình thành tốt nhất. Và thường thì khai thác ở năm thứ 15, năm thứ 17. Còn những cái cây mà ngoài 20 năm thì nó là một cái cây nó có giá trị tốt hơn, nó cao hơn bởi vì nó có thời gian lâu hơn, hình thành lõi được nhiều hơn. Thì tương đương với đó là chúng ta nhân hệ số lên cái lõi của cái cây nó sẽ được nhiều hơn và giá trị chúng ta nhận lại cao hơn. Cái màu lõi của cái vân gỗ của cái cây cẩm lai nó cũng rất là đẹp. Và giá dao động thị trường sản phẩm gỗ bây giờ dao động từ 60 đến 100 triệu đồng trên một khối. Đặc biệt thì là trên một khối. Đúng rồi, thì cây cẩm lai tính theo cân thì nó dao động chỉ khoảng độ đâu đó khoảng độ từ 5 đến 10 triệu trên một cân gì đó. Nhưng mà nếu mà mua theo khối, bởi vì thực tế cái này nó rất là khó khăn trong quá trình vận chuyển bán. Nếu tính theo khối thì giá nó khác, mà tính theo cân thì giá nó cũng khác. Đây là những cái sản phẩm gỗ lớn và cái thị trường thương mại bên ngoài thì giá nó có rất nhiều loại giá và vô vàn giá. Tùy theo số lượng, ví dụ như doanh nghiệp họ thu mua thì bà con chúng ta có số lượng lớn chúng ta đẩy thì cũng không thể để giá cao được, bởi vì giá cao ở bên ngoài họ doanh nghiệp họ bán rất là cao. Nhưng đôi khi đối với bà con chúng ta trồng thì chúng ta bán được ở cái mức độ giá là chênh lệch ở dưới, ở tầm dưới, nhưng nó là cây hiệu quả kinh tế. Ví dụ mỗi 1 hecta chúng ta thu một đợt rơi khoảng độ từ 900 đến hơn 1 tỷ là cũng đã rất thành công rồi. Nhưng mà đó là câu chuyện từ kể từ khi trồng đến thời điểm thu hoạch cũng khá lâu. Là đây là những loại cây gỗ dài hạn. Đây là tôi đang nói với mức giá thời điểm hiện tại. Còn 10 năm sau giá trị đồng tiền Việt Nam lên
gỗ lên thì nó cũng sẽ lên theo cái thời điểm đó. Và bà con chúng ta cần phải nhận định, không có chuyện gỗ quý mà đi hạ xuống đâu ạ. Đó là cái câu chuyện muôn thuở từ ngày xưa bây giờ, cho đến ngày nay gỗ quý cũng không bao giờ bị mất giá. Đó là cái câu chuyện từ xưa đến nay rồi. Chỉ có những cây lâm nghiệp ngắn hạn như bạch đàn, keo thì giá nó cứ tăng tụt theo hàng năm, do nhà máy sản xuất họ quy định ra giá cho bà con. Và thực tế là bài toán của doanh nghiệp là họ thuê đất của bà con và giao giống cho bà con trồng thôi, mà họ chả mất một đồng nào để thuê đất cả. Họ chỉ cần giao giống cho bà con trồng, ta trồng mà họ thu mua, họ quyền quyết định giá. Đó là những cây lâm nghiệp ngắn hạn. Còn cây lâm nghiệp gỗ quý thì nó lại xét theo phương diện khác. Đó là cái tôi muốn chia sẻ. Tiếp theo đến là cây ếch xanh và tầm nhìn. Ếch xanh cũng là một trong loại gỗ khá tốt. Các bác có thể nhìn thấy ở đây, đây là dòng bách xanh mà hiện nay chúng tôi đang nhân giống phát triển. Cây này thì nó có rất nhiều chiến lược kinh doanh. Về gỗ thì chúng ta không nói, về gỗ ếch xanh nó cực kỳ tốt rồi. Nó có thể sánh tương đương với gỗ hoàng đàn, hoàng đàn tuyết. Và nhưng tuy nhiên thì nó cũng phát triển được cây cảnh quan đô thị, cây bonsai rất là nhiều. Đối với các bác yêu thích bonsai về cái nghệ thuật làm cây cảnh, mang cái hồn, cái ý, cái quốc hồn quốc ý của Việt Nam vào cái cây thì chúng tôi rất trân trọng, các bác có thể chơi cây này cũng được. Và đối với cây ếch xanh này, những cái khu du lịch các bác đến hoặc những cái nhà biệt thự họ hay có những cái cây như này, nó tượng trưng cho cái ý nghĩa là cây cổ thụ lâu năm và đem lại cái vượng khí cho gia đình. Nhưng tuy nhiên thì đó là về mặt phong thủy. Còn đối về cái về mặt kinh tế dài hạn thì chúng ta cũng có nhiều phương án kinh doanh. Là đối với những cây tầm nhỡ, tầm cao thì chúng ta cũng có thể bán cho các công trình, bán cho các hộ nhà gia đình và rất nhiều các cái khác. Còn về gỗ thì cứ ngoài 20 năm là các bác thu hoạch gỗ là được rồi. Nhưng tuy nhiên nó hơi nhỏ nhưng nó vẫn có cái giá thành rất là cao và đem lại cũng rất là giá trị. Thì tại trung tâm cây giống của chúng tôi thì hàng năm chúng tôi chỉ phát triển các loại lâm nghiệp gỗ quý thôi, và hầu như là chúng tôi loại bỏ những cây lâm nghiệp ngắn hạn. Cái bách xanh thì cũng là một trong những loại cây mà chúng ta đáng phải lưu tâm, và đặc biệt là cũng rất nhiều người quan tâm. Đó là cái mà chúng tôi muốn mong muốn là gửi gắm cho các bác. Ngoài ra thì thêm một cái dòng nữa, đó là cây gỗ vương, hay còn gọi là cây gỗ vụ. Đối với cây gỗ vụ thì các bác có thể nhìn thấy cấu trúc lá nó rất là to tròn xòe đó. Và các cụ nhà mình có câu rồi là sập vụ thủ chè đó, nói chung là gỗ vụ nó rất là nặng. Nhưng mà quá trình hình thành để trồng cái cây này thì thực tế là cũng rất là lâu. Cây này thì khả năng bác nào có chiến lược lâu dài thì các bác muốn trồng cây này thì cũng được. Nhưng mà cây này thì hiện tại thì nó tốt nhất là những người thế hệ trẻ của chúng ta đang có sức khỏe, chúng ta đang có tuổi trẻ, chúng ta lên trồng cây này, sau này chúng ta vẫn được dao động khoảng độ từ 25 đến 30 năm, thậm chí hơn 30 năm chúng ta thu, tùy vào từng thời điểm. Và các bác muốn thu sớm hay thu muộn, nhưng gỗ vụ là một trong những loại gỗ mà giá trị cực kỳ cao, thậm chí một cái khối của nó lên đến hàng trăm triệu đồng khối gỗ vụ. Và bây giờ ở Việt Nam cây to cũng đâu có còn nhiều đâu, không còn nhiều cây to, và những cây đánh số thì không ai được động vào cả. Đó là cái tiềm năng giá trị của cái cây này. Thì hàng năm thì vẫn muốn cố gắng, hàng ngày chúng tôi vẫn cập nhật những cái tình hình về cây giống. Năm 2023, năm 2024 là một trong những là cái năm mà được chính phủ cũng như được rất nhiều người đánh giá là chuyên gia về nông nghiệp ấy, đánh giá là một trong những năm nhảy vọt của ngành nông nghiệp Việt Nam. Và chúng tôi là những người đóng góp trong cái thị trường và cái tầm nhìn đó. Và chúng tôi luôn luôn hướng tới bà con những hình ảnh thực tế và những cái tầm nhìn về cây gỗ lâm nghiệp lâu năm và những cây gỗ thực tế là có thể đem lại giá trị kinh tế cho bà con. Đó là những cái điều mà chúng tôi mong muốn. Tiếp tới nữa là cây hoàng đàn tuyết Lạc Sơn, một trong những cái cây mà có quá nhiều người quan tâm trong thời điểm trong những năm gần đây, từ năm 2022 đến 2023 nó bắt đầu rất nhiều người quan tâm, và cũng rất nhiều người bị lừa cái cây này nó thành một cái cây khác, bởi vì nó thuộc cây hoàng đàn, nó thuộc họ hoàng đàn, nhưng mà nó rất giống các cây tùng cối, tùng lá kim và rất nhiều các loại cây khác. Thì trước mắt các bác có thể nhìn thấy đây là cây hoàng đàn. Cái tầm nhìn chiến lược của nó thì nó vừa phát triển cây cảnh phong thủy, và ngoài ra cái gỗ của nó hiện nay thì duy nhất Việt Nam có một cái cây được trả hơn 10 tỷ nhưng không bán ở tại Lạng Sơn, thì bởi vì là nó chỉ còn có cây đấy thôi. Và trong khu vực bảo tồn thì nhà nước đánh số rồi thì chúng ta cũng không thể nào mà động chạm được vào, và bất kỳ một hành động mua bán trái phép
tôi nói là trái phép về gỗ hoàng đàn tự nhiên đấy, thì chúng ta đều được coi là hành vi vi phạm pháp luật hết. Và tỉnh Lạng Sơn họ cũng đầu tư rất nhiều cho cây hoàng đàn để trồng, bảo tồn, phát triển, duy trì cái loài giống này. Thì cấu trúc của cái loài giống này nó có hai đợt lá như thế này, các bác có thể nhìn thấy này. Đây là cấu trúc lá già, thì nó ra cái tán, cái cấu trúc hình thành lá đã tròn rồi. Còn lá non thì các bác có thể nhìn thấy ở đây là nó dạng bông tuyết đó, và lở xòe. Thì quá trình mà nhân giống cây này lúc mà nó nhỏ ấy, thì nhiều người hay bị nhầm lẫn bởi cây tùng cối. Mà chính vì vậy ở trên Facebook họ hay lừa đảo rất là nhiều. Họ bán cây đó và với một cái giá thành rẻ hơn một chút, họ thu lại lợi nhuận rất là cao. Nhưng làm ăn như thế thì chúng tôi nói là thực sự những người làm nông nghiệp không có tâm. Và các bạn đấy cũng không làm nông nghiệp, mà các bạn ấy chỉ là bán hàng thôi. Đây là cái cây hoàng đàn, cái gỗ của nó thì cũng đắt lắm các bạn. Một cái vòng đeo tay hôm trước tôi có làm một cái video, một cái vòng đeo tay tôi đã mua ở trên thành phố Lạng Sơn, thì tôi mua đã lên 1,5 triệu một cái vòng rất là nhỏ, bé tí thì, nhưng rất là thơm, gỗ thơm nó đem lại một cái tinh thần sảng khoái. Người ta thường nói là cây hoàng đàn là cây gỗ của nhà Phật, nó có đem lại cho con người ta cái linh khí, cái tinh thần phấn chấn hơn, và nó có thể xua đuổi tà ma rất là nhiều. Cây hoàng đàn đây là cây to đã đổi lá, còn cây nhỏ như thường đây các bác có thể nhìn thấy đây này, lá nó rất nhỏ như này, nhiều người rất dễ bị nhầm lẫn đối với cây tùng cối. Đó, các bác có thể nhìn này, các bác nào mà trồng tùng cối ở nhà rồi các bác nhìn cái cây giống nó cũng rất là giống đấy. Và thêm một loại nữa tiếp tục cho các bác để chúng ta theo dõi về cái thị trường cây giống của năm nay, chúng ta quan tâm đến những cây gì. Cây gỗ, cây nhiều này cây gỗ thôi. Cây gỗ ở Việt Nam thì chúng ta phát triển đó. Chúng tôi thế hệ trẻ chúng tôi ưu tiên tất cả những loại cây gỗ quý. Bởi vì chỉ có cây gỗ quý bền vững lâu năm được. Còn đối với trồng cây ăn quả thì những cây ăn quả hiện nay có rất nhiều loại cây kinh tế. Rất nhiều loại cây kinh tế nhưng mà nó tùy thuộc theo từng năm. Điện thoại thằng nào chạm dừng cái đoạn. Quay trở về bên góc bên cây kỳ nam này, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác xem để chúng ta nhìn thực tế. Đối với cây kỳ nam thì nó còn gọi là cây đúng của nó là cây gió bầu trầm hương, tên khoa học đầy đủ của nó là cây Aquilaria crassna. Đối với cây này thì thực tế nếu chúng ta trồng cây thực sinh ấy thì chúng ta trồng nó thường rất là khó để có trầm, nhưng qua quá trình công nghệ cây ghép của các nhà khoa học cũng như là tôi là người trực tiếp đi sang Trung Quốc bên khu vực Ma Minh để tìm hiểu về cái thị trường này, thì bên đó là một trong những thị trường cực kỳ phát triển, và nó là ngay người dân họ đã kiếm được hàng chục tỷ, nếu so với Việt Nam họ kiếm được hàng chục tỷ đồng trên một năm. Người ta chỉ là người trồng cây thôi, mà thậm chí người ta không phải động chạm vào trong quá trình khai thác. Chính phủ họ sẽ hỗ trợ toàn bộ tất cả quá trình khai thác để tạo ra chế phẩm, để tạo ra những cái sản phẩm trầm hương. Cây này thì chắc chắn 100% tạo trầm, đó là cây kỳ nam ghép từ cây bố mẹ. Cây này thì tôi cũng đã làm rất nhiều video, nếu bác nào thích trầm hương thì bác có thể tham khảo những video khác của tôi. Về thị trường của nó thì bây giờ nếu như chúng ta trồng những cây này, sau này chúng ta chỉ tính sơ, cây này thì cũng 7 năm thu hoạch thôi. Nó là cây lâm nghiệp nhưng chỉ có 7 năm thu hoạch thôi. Nhưng mà giá thành hơi cao bởi vì là công nghệ sinh học cấy ghép nó vào hơi nhiều, cái chi phí bỏ ra rất là cao. Cho nên cái giá để cấp ra ngoài thị trường rất là cao. Còn một loại cây nữa chúng ta vừa phát triển du lịch, vừa phát triển gỗ lâm nghiệp quý, một loại cây rất là hay và nó tập trung chủ yếu ở khu vực Ninh Bình, là cây gỗ kim giao. Về truyền thuyết ngày xưa thì cây này thường được làm gỗ quý, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho nhà vua, đặc biệt là đũa thử độc cho vua. Cái khi cái đũa này mà chúng ta có độc ấy, những cái chơi gặp chất độc nó sẽ chuyển màu đen đậm lại, và cái gỗ này nó có vị sáng vàng nhạt đó. Về cái góc độ cây kim giao thì phát triển du lịch là một trong những loại cây rất là đẹp, tán đẹp, và nó hình thành ra một cái hệ sinh thái rất là hay. Và ở chính tỉnh Ninh Bình hiện nay đang bảo tồn rất nhiều những cây giống kim giao như này, và họ đang trồng hàng năm, họ trồng rất nhiều. Đây là một trong những loại gỗ quý cực kỳ tốt, và giá thành cây giống này cũng hơi cao. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cho các bác, là chúng ta nắm bắt được thêm những cái cây lâm nghiệp mới. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bác về cây cuối cùng, đó là cái cây đàn hương trắng Ấn Độ. Là một trong những loại cây mà những năm gần đây này các đơn vị giống đang cố gắng làm sao kiềm và hạn chế để cho cái giá thành cây nó hạ xuống, giúp cho bà con chúng ta trồng được cái cây nó tốt nhất. Ngay là bây giờ thì xin mời các bác đi theo tôi ra cái khu vực cây đàn hương.
Về cuối cùng trong video ngắn ngày hôm nay, tôi muốn gửi tới các bác là cây đàn hương trắng Ấn Độ. Tên khoa học đầy đủ là Santalum album L, là một trong những loại cây xuất phát từ xứ nóng Ấn Độ. Và người đầu tiên mang về Việt Nam là bác Vũ Thoại, là bác cũng gọi chồng đầu tiên. Cho đến nay thì tại Việt Nam có rất nhiều đơn vị sang trực tiếp Ấn Độ, đặc biệt là chúng tôi cũng vậy, để làm những cái cây giống như này. Thì cấu trúc lá này thì các bác có thể nhìn thấy rồi, và tôi cũng là người chia sẻ rất nhiều về kiến thức cây đàn hương Ấn Độ, và tôi cũng hiện nay là người trồng gần đến 200 ha và đang mở rộng thêm đến gần 300 ha trồng cây đàn hương này tại khu vực Bình Gia, Lạng Sơn. Các bác nào mà theo dõi tôi rồi thì có thể nhìn thấy về cái mô hình mà chúng tôi đang trồng ồ ạt, trồng rất nhiều, bởi vì thực tế cái thị trường này cả thế giới họ sử dụng cái gỗ cây đàn hương này, chưa nói về chiết xuất tinh dầu, chưa nói về khai thác gỗ, mà đối với cái cây này thì người ta còn làm gỗ tâm linh, làm vòng tràng hạt, làm tinh dầu nước hoa, những cái chai nước hoa trà neo ấy, những chai nước hoa hàng hiệu Gucci ấy, mà 20 triệu đến 200 triệu một chai ấy, là chiết xuất từ cái gỗ này mà ra. Và cái cây này duy nhất tại Ấn Độ là đưa ra cái nghị quyết là chỉ chính phủ Ấn Độ mới được bán cái gỗ này và người dân chỉ được trồng thôi. Đó là cái mà rất nghiêm mặt, đây là quốc bảo, quốc hồn của quốc gia Ấn Độ. Đây là nó gọi là vàng xanh của Ấn Độ. Và về Việt Nam thì hiện nay chúng ta cũng đã ký kết được rất nhiều hợp đồng xuất khẩu ra nước ngoài, không chỉ riêng Ấn Độ mà chúng ta còn xuất khẩu cả Trung Quốc và Pháp. Trên thế giới thì có 16 loại đàn hương khác nhau, nhưng tuy nhiên thì có dòng đàn hương đỏ và dòng đàn hương trắng. Thì đàn hương trắng là đàn hương mà quốc tế người ta quan tâm đến rất nhiều, và đàn hương đỏ thì trồng nó khá lâu. Đàn hương đỏ thì Việt Nam chúng ta có, đó chính là cái cây tử đàn. Thế nhưng tuy nhiên thì đối với cái đàn hương trắng này thì đem lại lợi nhuận kinh tế cao hơn và nó nhanh hơn, thời gian thu hoạch thì cũng chỉ 13 năm thôi. Nhưng cấu trúc đặc biệt thì các bác có thể nhìn thấy những cái cây này nó có một cái cây ký chủ ở đây. Tức là cây rễ của cây đàn hương này nó là thuộc rễ bán ký sinh và cần cây ký chủ ở bên cạnh, đó chính là để cho nó cung ứng cái hàm lượng nguyên tố vi lượng cho cây giống là cây đàn hương này, để cung cấp hình thành tạo lõi và quá trình phát triển của cây. Nếu như không có cây ký chủ thì cây đàn hương rất còi và thậm chí là không lớn được. Đó là cái yếu tố rất quan trọng để trồng cây đàn hương. Và ký chủ đời 1 thì chúng tôi đã để sẵn ở trong bầu, vì khi mà chúng ta trồng lâu dài á, thì đối với cây đàn hương này thì chúng ta vẫn phải có cây ký chủ lâu dài, là những cây lâm nghiệp hoạt động như trắc đỏ, cẩm lai, xưa đỏ và cây ăn quả, thì chúng ta có thể thay được là cây bưởi, cam, chanh, ổi. Đó là những loại cây mà chúng ta trồng xen với đàn hương. Thông qua video này thì chúng tôi ngoài ra chúng tôi cũng làm rất nhiều những cây khác như cây lim, cây thông cây B, cây rổi, là những cây mà những năm 2023, năm 2024 là những cây mà lâm nghiệp có kinh tế. Thì các bác có thể nhìn ngoài này chúng tôi có rất nhiều lim, cây gỗ lim, lim xanh ấy, và cây rổi ở ngoài kia cũng rất nhiều. Nhưng mà thời gian có hạn và những video này tôi sẽ cập nhật tiếp trong những thời gian tiếp theo. Hy vọng là thông qua những video này là bà con chúng ta có thêm những kiến thức về tầm nhìn, hiểu biết về các loại cây lâm nghiệp và chúng ta lên trồng những cây gì. Thì video này các bác biết đến được những cây gì rồi thì bác có thể tìm hiểu thêm khác ở những video khác. Tôi nói về từng loại cây, về giá trị của từng loại cây, về tầm nhìn nhìn chiến lược. Và tất cả những loại cây này thì chúng tôi vẫn đang phát triển, và tôi là người trồng. Và thực sự nó là những cây có kinh tế để cải thiện đời sống, cũng như là chúng ta phát triển kinh tế lâm nghiệp Việt Nam nó thay đổi. Và chúng ta thực sự là chúng ta trồng cây chúng ta có tiền. Đó là điều chúng tôi muốn hướng tới. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em Biên. Tôi là nhà sáng lập trung tâm cây giống Tam Đảo, và hiện nay tôi đang điều hành trực tiếp. Mọi chi tiết liên hệ cần cung cấp cây giống thì liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại tôi đã để dưới màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của trung tâm cây giống Tam Đảo. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi, để tôi có cái động lực hàng ngày tôi làm những video mới nhất để cập nhật tới các bác. Xin chào.